Xin chào tất cả anh em chơi radio gác chếch trên toàn quốc. Hôm nay em giới thiệu với anh em một con đài Nationa mang model là RQ560. Hàng ngày bay về đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Bay này. Phần sơn mới nhìn này. Rất đẹp. Đằng sau nắp pin gần như là chưa sử dụng bao giờ. Mới sáng choang luôn. Số series của con này là 448558 nhá. Số series là 448558, số series rất đẹp. Đây, model là RQ560 đây. Ngoài ra nó có một cái hốc đây để lỗ đây để chứa dây ngùn này. Đây là núm tuning mặt trước đây, radio FM 3 băng tần, radio 3 băng tần, FM 90 thì em đã kéo lên 108 rồi. Đấy, các bác yên tâm chơi, bắt tất cả các đài, tất cả các kênh luôn, rất nét. Em sẽ đi vào phần test âm thanh qua cho anh em chơi, nghe thưởng thức một chút này. Dây ngồn. Máy đảm bảo các bác là nguyên zin sassy trong 7 màu nhá. Cam kết với các bác là máy sắt xi 7 màu, các bác về cứ tháo mấy cái ốc đằng sau ra, nâng cái nắp đít ra phát là nhìn thấy luôn. Test về âm thanh cho anh em nghe qua một chút này. Chất âm cực kỳ tuyệt vời luôn. Máy nguyên zin 100%, cam kết với anh em về nha. Bao thợ test thử kiểm tra. Mẹ già một cơn đau đã vĩnh biệt trần gian, mưa đêm mưa mịt mù để em sống cô đơn. Nhưng em vẫn luôn mơ mắt duyên tình đầu, có anh trong cuộc đời thì cuộc đời bất cô. Thank you.
Quá nhìn đồng hồ quay này. Tủ trái tủ phải nha. Tít một hơi, máy auto sit tốt. Tủ này. Chắc là phần radio này. Mỹ phẩm, dầu gội đầu. Đấy, chính vì vậy mà cái nhu cầu tiêu thụ nó rất là lớn. Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển bền vững Macca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phát triển trong khoa phòng khoa học đó về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của từng địa phương, từng bước hình thành ngành hàng Macca theo chuỗi giá trị sản phẩm. Để hỗ trợ nông dân phát triển Macca, Tại Thanh Hóa, Hiệp hội Macca Việt Nam đã tổ chức nhiều lúc xuất kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Con này có đường AUX nhá, bác có thể cắm bằng jack 3.5 này. Đấy, cắm từ điện thoại, TV, máy tính qua cái cổng này nhá. Đấy, có AUX nghe rất phê luôn. Ngoài ra thì có rất nhiều các cái cổng ăn chơi khác này, cổng mic này. Cổng remote này, điều khiển đấy, nguồn DC 9V nha. Văn minh và hiện đại. Thứ hai là Quốc hội và Chính phủ cũng nên tiếp tục xem xét việc giảm thuế đối trên diện tích 35 hectare. Tham gia mô hình này, bà con nông dân được công ty cung ứng vật tư nông nghiệp chuyển giao khoa học kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Trung bình một vụ 1 hectare trồng ngô ngọt ớt xuất khẩu theo mô hình liên kết cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng. Bà Lê Thị Ga, xã Hoàng khẩn trương thực hiện linh hoạt hiệu quả, bởi giá xăng dầu tăng ở mức cao sẽ gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế, làm giảm hiệu quả của chính sách tài khoá. Tôi còn có cái giải pháp kỹ thuật là sẽ nhân với lại 3/4 thì đã quy về cái thang 30 điểm như là các cái tổ hợp thì các môn học trung học thông thường để xét tuyển thôi. Nhưng nếu như mà em hoàn toàn có năng lực rất tốt về cả ba cái khối kiến thức này thì em hoàn toàn thi cả ba. Xây dựng và bảo vệ tổ quốc và phát triển, có lịch sử mới có tương lai. Học lịch sử sẽ giúp học sinh hiểu biết về nguồn cội để biết ơn tổ tiên, hiểu về đức tính chịu thương chịu khó, tinh thần chương 7. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, đài chúng tôi đã mở chuyên trang trên mạng xã hội Facebook để cập nhật thông tin Trung Quốc và thế giới, cũng như trao đổi và tiếp thu ý kiến của các bạn đối với chương trình. Điện thoại với đại diện của trường đại học giao thông vận tải, phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, phó hiệu trưởng. Alo. Xin chào thầy Trương ạ. Vâng. Chúng tôi đang gọi điện cho thầy từ phòng thu của chương trình diễn đàn VOV2 ạ. Và ngồi bên cạnh tôi là một chuyên gia về tuyển sinh của trường đại học Bách khoa Hà Nội, phó sư tiến sĩ Vũ Duy Hải. Thế thì và tôi được biết là đại học giao thông vận tải năm nay cũng cùng một số trường khác thì có sử dụng cái kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy để làm căn cứ xét tuyển. Vậy thì thầy Trương có thể giải thích rõ hơn về cái tiêu chí này trong cái tuyển của nhà trường. Đấy, máy hoạt động hoàn hảo, tất cả mọi chức năng. Cam kết với anh em là như vậy, đã vệ sinh sạch sẽ, sát xi 7 màu. Máy rất đẹp luôn, xuất sắc. Anh em nào mà thiện chí thì alo cho em số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhé, 0867029505. Số đấy cũng là số Zalo luôn. Cam kết với anh em là nguyên zin 100%, chỉ duy nhất em vệ sinh và thay dây cu loa. Dây cu loa của nó, bản chất của nó là lâu ngày rồi, cho nên là phải thay mới để anh em chơi lâu dài. Zin con này là bán bảo hành được anh em chơi cả năm luôn, bán bảo hành năm. Nghe à, con này là chơi đa các dòng nhạc chứ không nhất thiết là mono, nhưng mà không nhất thiết là những chơi nhạc trước năm 75 đấy.
vì nó sử dụng một loa bát 14 cm và một loa tép 5 cm. Đấy, có chỉnh tông bát tép. Dài rồi, em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi kênh của em.